Đây là cam viên mình bóp nhuyễn nó ra đó. Lại lắm, ra đây, ra đây. Để nguyên hạt. Nó to quá đó, nó ăn lâu lắm. Cho nên mình phải bóp nhuyễn nó ra. Con nhỏ đó mấy người ta. Nhất là con nhỏ, ra ra ra. Chưa qua này làm gì? Chưa qua đây, ăn không có lại mấy con Ok, cá tai hạt tượng nữa quá. đâu. Nè, Để ta nó ăn trước ăn rồi viên mà cám sao nó chứ mày ngậm làm cái gì miệng nó lâu ghê. lắc cả Đưa bụi cái đi. hạt ra ngang Cho mà nên ăn mình cái phải hạt là nó mọc ngâm nước cái sôi cây bóp luôn trong nhuyễn bụng cái á. cám này ra. Ăn lại đi. Nhưng mà ghét một cái là cám này mình phải cầm trên tay cho nó ăn chứ thả xuống nó tan ra đó. Nó đục hết cái nước. Mấy con coi rất yêu này cũng vậy nè. Để nguyên hạt cám chứ bóp mà thả vô đây thì nó thích ăn hơn. Có điều là nước nó nhanh đục lắm. Để nguyên hạt cám này tới nó rỉa từ từ cũng hết viên. Đây là cá coi rất yêu của mình đó bạn. Hôm trước nó đã ra đó, nuôi đến giờ chắc cũng tháng mấy 2 tháng rồi mà nó hao hụt hết trơn. Để trong cái hồ hồ lớn á, nó chui qua tấm kính được mấy con cá mẹ nó đớp hết. Còn bấy nhiêu con à, 2 lứa trong này nè, một lứa mới nở nhỏ xíu à, trăm mấy chục con, giờ còn có 20 mấy 30 con mấy. Giờ xuống đây vớt thêm mấy con bỏ vô cái thùng xốp lúc nãy đó. Lần đầu tiên nuôi cá là làm cái hồ này ở dưới nhà dưới. Bây giờ bỏ vô cá lộn xộn tùm lum với lại 2 con rùa tay đỏ dưới đây nè. Nhưng giờ nấp đầu trong kia bước vô đây là nó đục nước hết, nó lắng cái cạn dưới đây đó. Định vớt 2 con rùa tay đỏ lên trên gác xả dưới này nó ăn cá con đó. Nhưng để ý thì cũng không thấy nó ăn cá con. Không biết nó ăn cái gì mà ở dưới này nó nhanh lắng ghê luôn đó. Bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, không thấy con rùa, thấy cá không thôi. Để vớt thêm mấy con cá lên cái đã. Lựa lựa mấy con đẹp đẹp vớt lên thôi. Rồng đỏ, full gold. Rồi mười mấy con, bao nhiêu thôi chứ vớt nữa nó chặt cái thùng xốp mất. Ở dưới đây thì có rất là nhiều loại cá mấy bạn, nhưng mà coi rất yên là không có dưới này nha. Coi rất yên chỉ có trong cái thùng xốp lúc nãy thôi. Vớt mấy con này lên để nó lai tạo ra tùm lum loại cá cho nó đẹp. Chứ còn ở trên gác là chỉ nuôi cá dòng săn mồi thôi. Còn dòng guppy này mình nuôi dưới đây. Sáng nay lên thay nước thì thấy 2 cái trứng. Nè, 2 trứng tròn o, tưởng viên bi bé ăn nó bỏ vô nhưng không phải. Thấy 2 cái trứng mà không biết của con rùa hay là con ba ba gì đã. Ủa kia còn trứng nữa kìa. Ở ngay chỗ con rùa nhỏ, để bước vừa bóc ra chứ để cá nó làm bể hết. Không biết con rùa hay là con ba ba ta. Hầu giờ đâu có thấy mấy con này đẻ đâu. Trời ơi, xin đi. Lượm lên chứ để mấy con cá nó quậy bể mất tiêu. Để lát hồi lên mạng xem thử cái trứng là trứng gì, hồi giờ chưa biết luôn đó. Cho nên 3 trứng không biết còn nữa không, chắc nó đẻ đâu hồi tối ấy, mấy bạn. Do là ngày nào cũng lên đây đâu có thấy đâu, hồi chiều hôm qua cũng lên đâu có thấy. Bỏ vô đây cho nó khỏi làm bể và thay nước chứ đã, đục quá chừng này. Ngày nào cũng thay nước hết, xả bớt ra cái rồi châm nước mới vô. Mấy con cá nó quậy mà sao nãy giờ không bể đó chứ. Để bên kia ít cá hơn cho nên nó đã cái trứng rồi, giờ thay nước đã. Hình như là cái trứng của con ba ba này mấy bạn. Từ nãy giờ bỏ cái trứng qua kia là con này nó cứ nó tìm cái đường qua đó hoài à. Để xúc hồ thay nước xong là kê cái kính cho con ba ba này nó đi qua đó. Chắc là của con ba ba này thôi. Đây nãy giờ thay xong rồi. Kê cái đó qua đó là nó chui qua bên đó liền mấy bạn. Đâu rồi còn mấy trứng không? Tìm lại cái trứng ra chứ. Đâu hết đi. À kia kia 2 trứng cả, còn 1 trứng nữa đâu, đừng có nói cá tai tượng nó đớp nha. Cá tai tượng này gặp cái màu gì nó cũng đớp cái ấn mấy con này lắm, nó cái dòng săn mồi. Đây 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 đây, 1 trứng đây. Không biết lát hồi nó có đã không, để giờ đến chiều mình xem thử. Trứng này không biết của rùa hay là ba ba. Nó tròn o luôn, nó thường cái trứng nó hình bầu dục nó hơi méo méo dài dài mà sao cái này sẽ tròn tròn o luôn ta. Để xem thử còn trứng nào nữa không. Giờ lượm cắt đi cái đã chứ để đây sợ cá nó làm bể. Ở đây là có 2 con ba ba mấy bạn. Hồi là tổng cộng là mình nuôi tới 5 con ba ba lận, nhưng mà mình thả ít mấy con rồi. Đến một thời điểm mình nhìn không thấy nó ăn gì hết trơn á. Nó ăn ít lắm mình sợ nó ngấm nên đem ra ngoài ruộng thả rồi. Đoán chắc là trứng của con ba ba này nè. Mà không biết con nào nghe. 2 con không biết con nào chứ không phải trứng của rùa đâu. Mà để vô tham khảo xem thử. 3 trứng nè, trồng ao. Sau khi tham khảo thì đây là trứng của ông ba ba chứ không phải rùa. Mà ấp trứng á, vì trứng của rùa nó hơi dài dài hơn xíu, mà rùa thường nó đẻ nhiều hơn. Mà cách ấp trứng của rùa với lại ba ba thì nó cũng hơi giống giống nhau, cho nên
thôi mình làm theo kiểu này, xây khi nào nó nở ra cong gì đó nó cong đùa cũng được và ba cũng được. Nhưng mà có điều là hơi bị lâu, 55 đến 60 ngày nó mới nở ra. Nhưng mà hai con ba đó không biết có con nào đực không nữa, chứ nếu không có con đực nữa thì thôi luôn. Rồi lắp cát xong đem vô chỗ đây để cho nó khỏi bị nắng bị mưa. Rồi thời gian bây giờ chờ đợi thôi, đến khi nó nở không nở thì thôi chứ biết sao giờ. Con rồng này hôm nay nó kén ăn kinh khủng luôn nha. Hôm qua nó ăn rau muống nó xả cả mớ, hôm nay mình bỏ bắp su á lên tưởng nó không ăn, nó vẫn ăn nhưng mà nó xả ra từ lưa mình mới hốc vô đó. Mày làm biếng nghe chưa, làm biếng ăn nghe chưa, tao thả ra ngoài kia luôn á, cho nhịn luôn. Nhịn cái gì mà nhịn, bây giờ hái cho mày một cái đu đủ nữa mà không ăn nữa là thôi luôn nha. Ở kia nó có cây đu đủ mấy bạn thấy không, hôm trước mình rung một phát nó rớt ba trái mà trong đó là hai trái sống một trái chín, bây giờ còn một trái này nó, một trái chín đó. Ở chú mình mấy hôm nay đu đủ chín nhiều ghê đó. Cái cây đó nó rất đầy dưới không ai ăn hết trơn mấy bạn, rất chặt bạc dưới á. Giờ đi ra rung mà hất được mới ngon nha, hất không được là nó cũng chặt bạc luôn á. Hết kỹ thuật quá, nắc bét luôn. Giờ mà đi làm thủ môn có mà rách luôn cái lưới. Hôm trước ba trái hết không được trái nào, bữa nay một trái cũng hết không được. Đu đủ mà mày che không ăn nữa là tao cho mày nhịn luôn nghe chưa. Thả luôn ra kia đó. Nhịn gì nhịn. Chín quá mà. Để mình bỏ bớt cái hột đây, hột nhiều quá, ngọt kia luôn á, trời ơi chín quá. Này cái hột sao nó dính cứng khó gỡ dữ ta, thường thường đũa nó rớt cái hột ra mà. Không chịu ăn nữa chứ. Thế đó. Mấy kia để cho chim. Nó gà ăn liền. Rồi lát hồi mấy con chim nó bay tới nó ăn. Lát hồi mấy con nó bay xuống nó ăn. Mở cổng nó ra. Để cho nó ra. Mở cổng là cái con bồ câu các bạn. Nó ra nó phá mấy cái cây của mình nè. Con nó phá kinh khủng luôn, đóng cái cổng lại. Nhưng mà cao nó bay đi, nó bay về. Nhưng mà nó buồn buồn, nó ra nó phá hết mấy cây này của mình nè. Trong hết, hơi rồi mà phá thôi luôn. Bữa qua nó sắp có trái rồi nè. Mưa, ở chỗ mình chuẩn bị mưa. Trời mù đen mù đỏ luôn. À kia, nhà hàng xóm của mình cũng có cái đu đủ chín quá chừng mà không có ai hái kìa. Để mình zoom lại đó thấy chưa, một mớ trái chín ở trên đậu á. Không ai hái, nó rớt xuống cao quá mà. Hôm trước có mấy bạn hỏi mình là nuôi tổng cộng bao nhiêu con rùa, là mình nuôi 5 con nha mấy bạn, với lại hiện tại là còn 2 con 33.
Mà cũng có nhiều bạn nói là con rùa nó không có ăn cám, thì cám viên đây mấy bạn, nó ăn bình thường mà, bóp nhuyễn hay là đĩa nguyên hạt gì nó cũng ăn bình thường hết á. Con ba mấy này nó ít ăn lắm mà hôm nay nó ăn lại rồi nè. Tại con này tránh ra cho con ba nó ăn chứ. Không biết hai con ba này con nào đẻ. Mấy con này ở ngoài thiên nhiên nó ăn thịt cá, nhưng mà về đây mình tập cho nó chỉ ăn bèo cám, rau muống và cám viên nè. Chứ nếu mấy bạn cho nó ăn động vật á, mấy bạn có dám thọc cái tay vô không? Nó cắn cái tay đứt liền á. Mình thì bình thường nè, mình đã nuôi cho vui rồi cho nên đừng có tập cho nó ăn động vật mấy bạn. Khi nó đói là nó tự sát sanh với nhau á. Nói thiệt là mình nuôi mấy con ba này, nhất là ba, nếu con nào mà ăn động vật mà nó không chịu ăn cám là mình thả liền, bởi vì cái lúc đó nó không thể dễ thương nữa, không thể gọi là pet thú cưng nữa.